Hôm nay không có cơm nhà, hôm nay có món từ cơm nguội ha. Ở đây có ai giống tôi không? Tiền thì tiêu mát tay luôn, mà mỗi bỏ đi bát cơm nguội á thì tiếc hùn hụt. Không biết sao hay được vậy luôn á, nhưng mà món bánh đúc từ cơm nguội này á, trời ơi ngon đỉnh nha. Đã thế lại còn đơn giản, dễ làm nữa chứ. Tin tôi đi, nhỡ mà có thừa cơm ấy thì mang ra làm món này cho cả nhà được bữa sáng ấm lòng này. Không những ngon mà lại còn trang trí yêu thương nữa.